Ở nhà của mình nên tất cả gì của mình nên nó làm hết. Tại vì ba mẹ ly hôn năm anh 6 tuổi. Lúc em chưa có nhà, em còn ở trọ. Thì em thấy mặc cảm rồi em mới cho em rút lui. Em mong muốn gì cho con của mình? Muốn cho nó hạnh phúc. Rồi bây giờ mình ưu tiên cho đàn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào Lâm Thư. Dạ. Anh Quyền Linh. Chào em. Với bạn trai bên kia và tất cả các bạn trong khán phòng. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, năm nay 35 tuổi. Dạ, em làm nhân viên ngân hàng. Mình làm ở dưới Bến Tre. À, làm Bến Tre. Mời bạn nam. Mình tên Đỗ Hoài Vũ, nghề nghiệp mình là điều dưỡng. Mình người Sài Gòn mà mình sống tại Cần Thơ. Nay mình 33 tuổi. Người ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mà sống Cần Thơ là sao? Vì dưới em làm dưới rồi em định cư dưới luôn. Gia đình ở đây còn không? Dạ còn, ba mẹ trên đây. Lạ ha. Mẹ chứ không có ba. Ba mất rồi mẹ. Dạ. Nói chung cũng cùng miền Tây ha. Dạ. Hải Yến ơi. Dạ. Em nghe anh bên đây hình như là nhỏ hơn em 2 tuổi đó. Dạ. Em có ngại gì không? Đối với em tuổi tác thì nó cũng không quan trọng lắm anh. Em yên tâm á, anh cảm giác ở bạn trai bên đây á, bằng Vũ á, là cái sự chín chắn rất là rõ ràng, bởi vì bạn ấy làm điều dưỡng mà. Thật sự mà nói, anh đã nói rất nhiều chương trình, chúng ta phải tri ân và cảm ơn, trân trọng những cái tình cảm của người điều dưỡng. Người ta chăm sóc cho bệnh nhân, người ta không quen biết gì hết. Bây giờ mình hãy cho biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm với đàn gái đi. Ưu điểm thì là em sống rất là tích cực, anh có thể tự lập, sống tự lập và rất là lạc quan. Về nói về khuyết điểm của khuyết điểm thì chắc ngay lập tức luôn là em hay hồi hộp giữa đám đông. Cái em hay quên á, có nhiều khi là mình mang chìa khóa mình cầm trên tay rồi, tức là em vẫn đi kiếm, và tới lúc mà đi ngang bảo vệ hỏi là anh có thấy chìa khóa lạc không thì anh chỉ mình thì mình mới biết. Em ơi, em làm ngân hàng mà em hay quên đó rồi. Nhớ không em? Dạ không, những cái gì mà em lại có một cái khả năng là ghi nhớ những cái gì mà nó quan trọng anh ạ. Dạ ví dụ là người ta mượn tiền thì em sẽ nhớ, nhưng mà em mượn người ta em có thể quên. Dạ không phải vậy. Chỉ anh là vậy đó, anh dễ quên trong lúc mượn người ta lắm. Em hãy cho bên kia biết là những cái ưu khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì bạn bè hay là việc làm thì em năng động, em biết nấu ăn, em biết ca hát. Còn mà đó là điểm yếu của em đó, thì về nhà ít chia sẻ ai lắm. Tại vì đó ba mẹ ly hôn hồi nhỏ. Rồi em sống với bà Cóc, chỉ đó là bà nội của bà. Xong rồi sau đó tới khi bà Cóc dạ lớp 10 thì em sẽ ở với cô. Sau đó em tự lập, bởi vì giờ cái tánh em ít chia sẻ lắm. Sao tự nhiên mình lại ít chia sẻ anh? Tại vì anh đó giờ là sống theo cái ở nhà của mình nên tất cả gì của mình nên nó làm hết, không chia sẻ ai hết. Tại vì ba mẹ ly hôn năm anh 6 tuổi, ba em mất rồi. Vậy anh càng phải chia sẻ anh ơi. Anh tự lập là quá tốt rồi, nhưng mà cái sự chia sẻ với mình cũng nên tăng cường. Tại cái tánh anh thì nó hay buồn. Dạ. Mà hay cọc nữa, mà nó ngủ mau lắm. Ai lỡ chịu khiều là hơi hết rồi. Yên tâm, sẽ có người khiều em. Đường tình duyên của em sao Yến? Đường tình duyên của em không biết nó có lạc đi đâu không nha. Tại vì tính ra là tới nay thì em chỉ có một cái mối tình mà sâu sắc thôi, mà em nhớ thôi, đó là năm mà em học đại học xong, bạn rất là tự lập. Nhưng mà đó em yêu nhau mấy năm? Mấy năm. Dạ, 2 năm thì mình chia tay. Tại lúc đó em là sinh viên á, thì cái suy nghĩ nó cũng còn non, những cái vụn vặt lắm. Dạ, nhưng mà nó từ từ làm cho cái tình cảm nó nhạt đi dần á. Và xong mối tình đó tới nay không có mối tình nào nữa? Dạ đúng rồi anh, em cũng rất là kỳ. Oh. Em chuyên tâm là em làm nhiều hơn. Còn Vũ? Dạ, thời 12 thì có 2 mối tình. Thời 12 mà có 2 mối luôn á. Rồi từ 12 bỏ đi cái đó cũ rồi. Bỏ rồi em không có quen ai hết. Tại vì mình thấy mình và cảm mình không có quen. Tại vì mình không có như người ta. Em về làm cơ quan được 2015. Không có quen cô bé đó. Lúc em chưa có nhà, em còn ở trọ. Thì em thấy mặc cảm rồi em mới cho em rút lui. Nhưng bây giờ em có nhà chưa? Từ khi bên nội em nói câu là ba nó mắc, làm gì nó có nhà nó ở. Gán phấn đấu làm. Em có nhà, thì có nhà xong thì em có chồng này. Thấy thương không? Thương có nhà là không là người yêu của chồng rồi. Thôi giờ có người yêu rồi mình bên em thì dễ lắm, em không có làm dâu má chứ nó. Vì vậy thì nhà có sẵn hết trơn rồi. À, có sẵn hết trơn ha. Thì chỉ ở thôi. Về là khỏi làm dâu mẹ em trên này rồi, em dưới thì ở mình nên. Động cơ nào mà chị lại đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? À dạ thì thật sự luôn là trong cái khoảng thời gian dài vậy mà em không có bạn trai là do cái suy nghĩ của em nữa. Tại vì lúc mà em đã ổn định cái thời gian mà em không quen là em lo làm á, thì em đã ổn định được kinh tế, với lại cũng lo cho mẹ em được tốt á.
thì em nghĩ là em cảm thấy hạnh phúc luôn. Em mình không cần một dạ, một đúng người rồi. Nào bước vào cuộc đời mình, đúng không? Cảm... mình cứ sống như em vậy cảm thấy là mình nó hạnh phúc. Thật sự là rất là nhẹ nhõm luôn, tức là em có thể đi chơi hay là em làm bất cứ cái việc gì mà mình muốn, mình cũng có thể lo cho mẹ mình luôn nữa. Tự nhiên em tự thỏa mãn với bản thân luôn á, em không có cần. Dạ bà, mình thỏa mãn với điều đó trong dạ, bao rồi. Lâu mấy năm? Dạ đến năm 2018 má em bệnh, là khi mà té xuống là không nhớ được cái gì luôn. Khi mà mẹ bị nặng như vậy á thì em mới nói, mình cứ nói trong đầu á là phải cầu nguyện là mẹ được khỏe. Thì khi mà mẹ mới dịch kiểu như là nhớ ra khoảng một tuần sau nhớ ra, thì mẹ cái lo lắng nhất á thì mẹ nói là mẹ lo cho con, tức là mẹ không hề nghĩ là cái bệnh mẹ nặng như vậy. Thì kể từ sau đó là em mới nói là không được, mình phải có gia đình. Dạ. Em hiểu rồi, đó là cái phần mà làm cho em thay đổi hẳn luôn á. Mà em nhớ là ngay cái sinh nhật của em năm 2018 luôn á, là em ngồi ngay cái toilet của cái bệnh viện mà mẹ em là không có thể tự mà bước xuống để mình mà đi vệ sinh á. Thì bất kể cái lúc nào mẹ cũng chỉ nói con là lo cho em thôi. Dạ. Mà lúc đó đầy em thấy em bất lực vô cùng luôn. Tại vì mình đã thôi không sao. Mình quên chuyện cũ đi. Bây giờ mình nói chuyện mới, hôm nay mình tới đây mình tìm tình yêu dạ, nè. Dạ đúng rồi. Dạ, thì bây giờ hình mẫu lý tưởng của chị là gì? Em mong anh đó khỏe mạnh. Sức khỏe đó nó rất là quan trọng. Anh ấy là có cái ý chí. Khi mà mình đã có ý chí, có sức khỏe thì mình ít khi nào mình mà bị thất bại lắm. Hai cái đó bên đây có hết đó. Có thể là anh thông minh và hài hước. Tại vì nếu mà cuộc sống mà mình không có một chút sự hài hước á thì nó không thú vị anh. Vậy còn như ngoại hình? Vậy chắc cao hơn em được rồi. Anh cao mét mấy? Dạ, mét 53. Yên tâm, bên đây chắc cũng 54, 55. Cũng 54, 55. Không phải anh. Hả? Rồi, đó là bên Yến. Rồi em mong muốn một người lý tưởng, người yêu lý tưởng là như thế nào? Chỉ là không cần đẹp, chỉ giản dị được với em rồi, với lại biết chia sẻ với em, biết quan tâm, tìm hiểu được. Cô gái bên kia là một người sống rất tình cảm. Đấy, em thấy cô ấy vừa nhắc đến mẹ là nước mắt lưng tròng rồi. Em bên đây thì em đây thì mặc cảm nữa. Em giờ mặc cảm gì nữa, bây giờ em có nhà riêng rồi, thấy không? Em có công việc ổn định rồi. Anh đang làm cái công việc rất là tốt luôn ha. Không có gì mặc cảm hết nha. Cái gì mà mặc cảm hay ế nè anh? Ế đó hả? Thì bây giờ là hết cái này, là xong ngày hôm nay là hết mặc cảm luôn. Bởi xong ngày nay em tin chắc rằng em sẽ hết ế. Em chưa có mặc luôn á. Coi đi, đẹp trai, sức khỏe đầy đủ, nhiệt em, tình, chào bản lĩnh. Vậy bạn Vũ không thích gì ở phụ nữ? Không thích xe xua. Thấy nhà kia bên có đồ hay mua theo không được, phải có coi trong túi tiền mình sao mình ha. Gì nữa, về ngoại hình sao, cao lùn mập ốm như thế nào? Không cần thiết, miễn có quan tâm chia sẻ biết mà về là không cần gì chân, miễn đi gái là được. Biết lễ phép trên dưới bên nội ngoại hai bên được. Dạ, biết kính trên nhường dưới. Dạ, em chào anh Minh Linh. Chào cô gái Bến Tre. Dạ. Ha, nhà em có trồng dừa không? Dạ có anh, mà dừa nay tuột quá. Tuột giá hả? Dừa nó sẽ lên thôi, gần Tết nó lên lắm, yên tâm đi. Dạ. Ha, em tưởng rằng em không có người yêu luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em mặc định là vậy luôn á. Anh bên đây cũng dễ thương lắm. Em có thể về Cần Thơ, em làm việc được không? Có duyên có nợ đó anh, thì mình cũng tự lập rồi, mình khoe mình tự lập nữa. Nên đúng rồi. Dạ đi đâu không thành vấn đề. Rồi. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất là sự không nghiêm túc anh. Thôi được rồi, anh thấy hai người này cũng đồng điệu với nhau nhiều đó nha. Yến đi với ai vậy? Em đi với hai đứa em họ của em anh. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, anh trai và gia đình nhà trai cũng như là toàn thể các quý vị đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Em tên là Trung và em là em họ của chị Yến. Nãy giờ qua quan sát và lắng nghe cái chia sẻ thì em cảm thấy anh đây đúng là rất là khỏe mạnh, đáp ứng được cái yêu cầu đầu tiên của chị Yến. Và trong anh cũng rất là phong độ. Và em nghĩ là như anh Quyền Linh nói đúng, tức là một cái người điều dưỡng thì anh sẽ rất là tỉ mỉ. Và em nhìn thấy ở anh có cái sự chân thành. Cái vấn đề mà em hơi quan ngại một chút, đó là cái thứ nhất là em nghe là anh là ít chia sẻ. Bởi vì trong tất cả mọi chuyện, mà đặc biệt là trong tình yêu, thì mình phải chia sẻ, mình mới hiểu nhau, cuộc sống vợ chồng lâu dài. Anh nói là anh cọc, thì em không biết là anh cọc như thế nào. Cái gì mà anh bức xúc quá là anh hơi quạo. Quạo quá, có đánh luôn không? Không, quạo rồi cái anh đi chỗ khác. Hơi cái vậy đồng nghiệp anh là quạo luôn vậy đó. Chọc anh rồi hơi là anh hiều giỡn, hơi là anh trở lại. Đó giờ em cọc nhất là em thể hiện cái gì rồi? Em tự đập cái ly xuống đất rồi em đi. Rồi, cao lắm 7 cái ly thôi. Hơn có khi đập thòi rồi đó, em không muốn ta. Em tự xử em hả? Cái chuyện mà chia sẻ đó theo anh thế này nè. Chia sẻ thì có người về mới chia sẻ được. Đó, đúng rồi đó.
Bởi vì đó giờ có quen ai đâu chia sẻ. Được chưa? À, em trai nhận rất hay đó. Nhận xét rất là hay luôn. À, cảm ơn đàn gái. Em đi với ai? Em đi với mẹ với cậu bên đây nè. À, rồi. Chào cô. Cô có muốn Vũ về ở chung với cô hay là cô về Cần Thơ ở với Vũ hay không? Có, Vũ có nhà riêng rồi. Cô thấy nó giỏi không? Giỏi. Cô mong muốn gì cho con của mình? Muốn cho nó hạnh phúc. Thường quá, mẹ khóc mẹ không nói được rồi. Tôi là cậu thứ ba. Cháu thì mồ côi lúc 7 tuổi. Thành ra mình thấy cái đó cũng thương lắm. Nhưng mà ở xa thì mình chỉ có cái gột điện rồi động viên cháu thôi. Chứ còn ngoài ra không biết làm sao đỡ đần được cho cháu. À, nhưng mà cậu ba đánh giá đàn gái thế nào? Cháu giờ tương lai thì cũng xinh. Nhưng mà tùy nơi cháu nó quyết định. À, Vũ muốn nói gì với mẹ không? Có gia đình thì mẹ với ba nuôi á. Cuối đời là già đó, gì với em nuôi. Em có gì ăn nấy. Mỗi gia đình đều có một cái nỗi khổ riêng. Giống như gia đình của Yến vậy. Cũng có những cái khó khăn. Bây giờ mình mở rào cho đôi trẻ gặp mặt. Tiến tới luôn đi Vũ. Có món quà gửi cho em. Dạ cảm ơn anh. Quà này anh tự anh cắm đó. Dạ trời ơi khóc quá trời. Còn này là quà của anh gửi cho em. Dạ cảm ơn. Quà đó là gì mở ra đi Vũ? Đây là thuốc không anh đây? Tại vì em gần đi phải thuốc chăm sóc bào tử với canxi rồi nè. Những lúc mà ăn uống thất thường. Bạn nói với lại Yến ăn uống thất thường rồi uống. Dạ. Rồi canxi rồi. Cái này rồi, phải không? Cho số để còn coi hướng dẫn sử dụng. Anh có ghi menu cho mình nè. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Dạ anh nói trước anh. Dạ, à, em thấy anh như thế nào? Thấy anh khỏe mạnh. Với thấy anh khóc tự nhiên cái mình kiểu để như mà... cũng muốn khóc. Tại ngày bên kia em khóc trước á. Dạ thì dạ em cũng không biết hỏi gì thêm thì không biết anh nghĩ về em như thế nào. Thấy em biết lo chia sẻ cho mẹ vậy là đốt có hiếu chứ vậy là anh chịu rồi. Thấy em thì cũng xin. Dạ em cảm ơn anh chắc nhờ mấy cấp. anh khoái màu xanh với anh gói màu xanh. À mình tự đánh giá anh mình có hài hước không ta? Có mấy chị của anh đây. Mày đi lộn nghề đó, mày phải đi danh hài hết danh hài, đỡ đóng hài gì đó. Vậy hả? Chị thì cũng tiếu lắm. Dạ. Khi mà về nhà thì không tiếu nha. Mình cứ bình thường thôi anh ơi. Dạ, rồi tự nhiên người ta thích thì người ta thấy được à. Dạ. Em cũng giỏi, không có chuẩn bị nhiều quá. Thì thôi em hát tặng anh bài nha. Bầu hoa và rạch miếu, hoa lẻo đẻo theo sao, đội bóng trăng lên đầu, hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng long hoa. Bầu sang pha rạch miếu, lẹ ngoe ngoảy xuống bến tre, về cái mơn lương hoa hay là về sơn đông ba tri. Khi mà Yến hát á, anh tưởng tượng nha, Yến qua phà rạch miễu với Vũ lẻo đẻo theo sao. Có anh gửi em đi, em theo anh. Em dễ thương nha. Em đang chịu. Bây giờ còn phà nữa đó. Nga mình phải hát tặng bài chứ nè. Dễ nhiều đi ha. Rồi. Dạ. Tròn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu thức dậy đêm đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm sắc ngủ dịu hiền. Trời ơi hay quá. Hết thời gian. Thì bấm, không thích thì đừng bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng.
chúc mừng. Một lần nữa chúc mừng Vũ, chúc mừng Diễn. Ấy, thôi nắm đắp trước khỏi kia. Khỏi kêu đúng không? Tình yêu mà nó đến là đến. Hứa điều gì với gia đình, với mọi người đi. Xin phép mẹ của Yến cho con được quen Yến và cho chăm sóc Yến, với có thể bác gì sống với con cũng được, hoặc là con gì sống với bác cũng được. Thì có chăm sóc cho bác với Yến cuối tới cuối đời. Hay quá, rất mộc mạc, rất chân thành. Người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê, xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu, thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Rồi mời gia đình nhà gái nào. Dạ xin chào chị Hồng Vân ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Rồi dạ, chào em. Em chào chút xíu bên nhà trai ra rồi bắt đầu mình giới thiệu luôn nha. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ. Lời nói đầu tiên xem xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và xin chào anh bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ em tên là Yến Nhi. Yến Nhi. Dạ năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Long An. Dạ hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ công việc hiện tại của em đang làm makeup và người mẫu ảnh tự do. Bên em nghe chưa cưng ơi? Bên đó chắc xinh gái lắm nè. Tôi không biết mà tôi chỉ biết là người mẫu ảnh thôi. Giới thiệu về mình đi em trai. Dạ xin chào tất cả mọi khán giả có mặt trong trường quay. Chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên đó. Em tên là Vũ Anh Tuấn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng là người thành phố Hồ Chí Minh luôn. Công việc hiện tại của em là em đang quản lý nhà hàng. Nhà hàng Tây ta. Dạ nhà hàng của anh em là nhà hàng Thái ạ. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh điểm yếu đi. Dạ. Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em thân thiện, em vui vẻ và hòa đồng. Còn điểm yếu của em? Dạ điểm yếu của em thì chắc em hơi nóng tính. Em cực kỳ ghen luôn á anh. Trời ơi. Bạn trai em mà đi đâu mà không như là em không liên lạc được là em sẽ như là phát điên vậy đó. Là coi như bị điên loạn đó phải không? Dạ. Em có đập điện thoại chưa? Dạ chưa, em không có cái tính đập đồ đó chị. Vậy cũng chưa mức điên loạn đâu, vậy cũng nhẹ nhàng đó. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em cũng là một người vui vẻ hòa đồng. Em có khả năng giao tiếp. Em thích chơi guitar, em thích hát, em thích nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì là em hơi nóng tính. Em ơi, cái nóng nhất của em là cỡ nào em ơi? Trước đây thì em rất là nóng luôn. Nhưng mà thời gian thì em cũng đã hoàn thiện bản thân mình một phần nào rồi. Còn bao nhiêu phần còn lại thì em mong muốn sẽ có một người ở bên cạnh hoàn thiện cái phần đó của em. Em hay ghen lắm anh nóng tính, anh có quýnh em không vậy? Không, chắc chắn là không rồi. Nóng, mỗi lần nóng thì đi nấu đồ ăn à. Yên tâm đi, không? Thôi bây giờ là có cái đàn hát cho cái giới thiệu bên đàn gái coi cái nào. Dạ rồi, em xin phép ạ. Bắt đầu. Thấy em
một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là tim vui khóc cùng nhau mà. Thưa sao ta vội muôn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại, phía sau xem mai đã đang kề cạnh ta lúc nào. Tình yêu sao khác đôi lúc ta thân thiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao đao dù không lối ra. Một khi đã yêu trai tim bằng lòng, thứ tha cho quá khứ hay ta cứ đi qua. Giọng em không được tốt cho đâu. Hả? Chào cưng. Bây giờ chào chị. Bấm luôn khỏi tìm hiểu được không? Vậy. Ừ, nghe hát nghe đờn là bên đây tự hát theo luôn đó. Em nghe mà tim em á nó đập thình thịch luôn chị. Thấy chưa? Bởi tôi nói khỏi tìm hiểu đi, bấm luôn đi. Em nghe mà nó sao tiếng lắm luôn á. Đúng không? Thì thấy có cảm tình rồi ha. Có cảm tình luôn. Rồi sao? Rồi tình trường của em sao? À, dạ thì à, em vừa trải qua một mối tình thì em chia tay được 3 năm rồi. Và bạn đó cũng vừa mới lấy chồng. Vậy cái mối tình đó nó còn đậm lại gì trong em không? Ừ, thì nói chung là khi em đã bước lên tới đây rồi thì em đã sẵn sàng hết. Em đã sẵn sàng tinh thần rồi. Trời ơi, phải hỏi cho kỹ, tại bé bên đây nó ghen dữ lắm. Phải không? Cho mình phải thay nó, mình hỏi hết những cái gì cần gái. Hỏi đó. Dạ, xin chào. Người mẫu ảnh đó cũng đài cát lắm ha. Đài cát kêu xa. Rồi tình trường sao nè? Tình trường của em á thì là em trải qua ở dưới quê á, em quen được hai mối tình. Từ hồi là em chuyển nhà lên đây sống thì em không có quen nữa. Tại vì mẹ em nói á là trai thành phố á nó hay dụ dỗ lắm, con không được quen. Trời ơi, trời ơi. Nên mẹ nói là mẹ tin tưởng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ em kêu là lên đăng ký chương trình đó đi, chắc chương trình sẽ tìm cho con một mối nào mà sẽ đàng hoàng. Cái này đúng nè, cái này đúng nè. Nhưng mà nói nghe nè cưng, tức là em đẹp về chắc chắn sẽ có nhiều những cái người đến tấn công, đến tán tỉnh rồi dụ dỗ nữa đúng không? Dạ cũng có. Em biết người đó dụ mình á thì em sẽ không. Sao em biết người đó sao dụ? Sao biết ta dụ được? Dạ biết nha chị. Em gặp rất là nhiều người tính em thân thiện, hay là em gặp ai cũng có thể nói chuyện hết á. Rồi xong người ta thấy em là kiểu như thân thiện quá, người ta sẽ nghĩ em là dễ dãi. Thế xong rồi sẽ điện, sẽ nhắn tin rủ rê em đi chơi uống cà phê. Xong rồi em nói là thôi tối mẹ em không cho em đi đâu. Cái anh nói là thì anh qua anh rước em đi chơi, tối quá thì thôi mình đừng về. Đừng về? Dạ tối quá đừng về. Là em biết là dụ em rồi, là em là sẽ không đi. Thằng nó dụ dữ ẹt, thằng nó dụ dữ ẹt. Lộ liễu quá. Lộ liễu, ai dụ vậy? Dạ có chứ anh, em gặp khoảng đâu là 2-3 người gì đó. Trời. Nên là em suy nghĩ là mẹ em nói đúng, con trai thành phố nó kỳ lắm. Nó khó đâu, tùy theo người, con trai thành phố giờ ta hiện đại dễ thương lắm. Bây giờ em thử nói thử xem cái mẫu hình lý tưởng của em có giống chàng trai bên đây không nha. Dạ, mẫu người lý tưởng của em á thì là em muốn một người cao hơn em, là cao trên 1m7. Người chân thành, biết quan tâm chia sẻ thôi. Em trai, em hãy nói cho bà mối biết là em muốn có mẫu hình lý tưởng như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em thì em, đối với em ngoại hình chỉ cần ưa nhìn thôi, em không cần yêu cầu quá nhiều. Đối với em tầm 1m6 trở lên là vừa. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích một người nói quá nhiều. Nói quá nhiều? Dạ. Em nói nhiều hay càm ràm? Càm ràm. Có hay càm ràm không? Chết cha. Bây giờ tí dụ đi, chị nói tí dụ những điều em không thích mà bây giờ người ta có hết rồi sao? Nếu mà thương nhau thì mình từ từ mình tự thích, mình thay đổi cho nhau thôi. Mình phải thay đổi đúng không? Dạ. Còn bây giờ là em đi với ai bữa nay? Dạ em đi với mẹ em, với dì của em. Chào nhà gái. Xin chào MC anh Quỳnh Linh và xin chào MC chị Hồng Vân. Dạ, dạ. Chào quý vị khán giả. Chào nhà trai bên kia. Chào con trai. Dạ, chào cô. Em là mẹ của Yến Nhi. Ngày hôm nay cũng muốn con nó đến chương trình hẹn hò. Cháu muốn có một người trai yêu thương con mình, lo lắng con mình. Nhà mình thì quan điểm rất rõ ràng, không thể là tính là nói giàu nghèo hay là sự nghiệp. Nhưng mà quan trọng là hai đứa biết yêu thương nhau, rồi biết chia sẻ cuộc sống, rồi biết đùm bọc nhau. Mẹ thấy con trai bên đây thì mẹ hài lòng. Thì mẹ muốn hai đứa thì cho nhau cơ hội đi.
để tìm hiểu với nhau rồi tiến xa hơn nữa thì mẹ an tâm hơn. Rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? À dạ em đi với chị đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào quý khán giả và anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Hôm nay em đến với các là bạn chị đồng nghiệp của Tuấn. Chị thấy bé bên này được đó Tuấn. Nhưng mà tính tình hai đứa bây giờ em thấy hợp không? Dạ em thấy thì nếu như mà bé nói á, thì tính tình của Tuấn á, thì hơi nóng một xíu thôi, chứ rất là hài hước và rất là dễ thương. Chị thấy là ngoại hình là hai đứa hợp rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp ha. Rồi mở rào. Cao quá. Ta đi giày xẹp đó. Cái này là anh cũng không biết chuẩn bị gì, cái này là đồ ăn anh tự làm. Dạ cảm ơn. Còn à em mở quà của bạn ra đi Linh ơi, món Thái nè Linh, đồng hồ cái, cát đồng hồ cát này á là em tặng cho anh, nó có một ý nghĩa đó là em muốn mà nếu như mà hai tụi mình á đến với nhau thì anh hãy trân trọng những giây phút mình bên nhau. Vâng ạ, cảm ơn em. Nếm lẩu Thái thử đi. Dạ em không biết ăn cay á anh. Vậy đây, đây. Anh Linh thì lại rất thích ăn đồ Thái. Anh thích đồ Thái lắm đi. Vâng nữa thì cái này chắc phải tặng cho thích đồ Thái. Anh Quyền Linh và chị Hồng Vân quá. Có gì anh dẫn em đi ăn món khác được không? Được, được, được chứ. Để món đó hồi tôi lo. Hai đứa nói chuyện đi. Anh thấy em sao? Em dễ thương, ngoại hình nói chung là vừa mắt anh. Hiện tại là em đang làm make up. Dạ đúng rồi, em make up cô dâu. Em có theo make up đồng phim nữa. Dạ. Thì công việc của em nó thời gian như thế nào? Hay là mình có show thì mình mới đi? Dạ đúng rồi, tại em làm tự do. Đang có show thì em mới đi. Vậy ví dụ như quen nhau á thì anh có thể dành thời gian cho em được không? Thời gian một tuần của anh sẽ được nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần. Thì anh có thể sắp xếp được. Dạ, công việc của em á thì cũng thoải mái về thời gian lắm. Ví dụ như mà anh rảnh ngày nào á thì anh nói với em thì hôm đó em sẽ không đi á. Em sẽ không đi làm, em sẽ dành thời gian đó cho anh. Ok. Trời ơi. Ngọt ngào dữ. Anh tới đây anh cũng tính tặng em thêm một bài hát. Dạ. Bởi vì giờ hát xong là bấm luôn đi, thiệt tình mà nói á, nghe nó đờn hát nó hay gì đâu á. Anh lặng im còn em thì ngồi nhẫn nhơ. Mơ. Anh đã có đôi thầy đê mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có anh. Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình anh được không? Dạ được anh. Và sau này xưa lại nhớ đây mùa đông. Anh hãy yêu thương mây, con tim bao gầy. Bấm luôn. Đúng. 1, 2, 3. Nắm tay nhau luôn. Trời ơi Linh ơi, đây sẽ là một cặp đôi đạt kỷ lục là bấm nút nhanh nhất. Bây giờ nè, có mẹ nói trai thành phố là dụ dỗ người ta đó. Mình chứng minh nói gì với bác đi. Con thì cũng quê con, quê nội, nhà nội con ở Long An. Chắc rước dâu cũng dễ. Con thì con không có hứa trước điều gì hết á. Tại vì con thích hành động hơn. Thì con chỉ nói là nếu như con có thể ở bên nhau thì con sẽ cố gắng. Cái bạn này nói một câu gì đi. Em có muốn nói điều gì với anh này hoặc là với gia đình của ảnh không? Tưởng tượng như ba mẹ đang coi truyền hình á. Dạ con muốn nói với hai bác là con sẽ là một người dâu ngoan. Con...
dâu luôn rồi đó, Linh thấy chưa? Dâu luôn rồi. Dạ con cũng giỏi việc nhà lắm, con sẽ chăm sóc được cho anh. Làm như hai đứa nó yêu trong mơ sẵn. Gặp nhau trong mơ. Gặp nhau rồi. Là nó vô luôn rồi. Rồi hôn nụ hôn đầu tiên đi cưng. Chúng có chúng. Mình sói ca mà. Nào nhẹ nhàng ôm đi. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Dạ. Dạ chào anh Quỳnh. Chào em. Dạ. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Xinh xắn quá. Mời em giới thiệu về bản thân nè. Dạ em chào chị Nam Thư. Chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Tất cả mọi người có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Em đang là nhân viên những từ cho một công ty xuất nhập khẩu. Năm nay em 27 tuổi ạ. Ừ, Tuyết Nhi đang làm công ty xuất nhập khẩu. Ở đâu? 27 tuổi. Em làm ở đâu? Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Đắk Lắk. Nhưng quận mấy, quận nào? Dạ Bình Thạnh ạ. À, quận Bình Thạnh. Mời em trai. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, cũng như gửi lời chào đến gia đình và người thân của bạn gái. Em xin gửi lời chào đến bạn gái ở bên kia, cũng như gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay, cũng như tất cả quý khán giả đang xem đài. Dạ em là Nguyễn Minh Khánh, em 31 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Và hiện tại thì em đang lập nghiệp và sinh sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hàng ngày của em làm xe bê tông xám. Ngoài ra thì em cũng có kinh doanh tự do. Cho chúng tôi biết một số cái ưu khuyết điểm của đàn gái đi. Dạ em thì vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng mà khá vui tính, hoạt bát, năng động, cũng hơi nói nhiều, nhiều khi nói khiến người bên cạnh cảm thấy bị tạo quả nhập ma luôn. Em cũng thích tạo bất ngờ và niềm vui cho người khác. Cũng sống hơi tình cảm và lãng mạn. Bình thường thì em thích nấu ăn và thích được chăm sóc, thích trẻ con, cũng thích một số về nghệ thuật kiểu ca hát nhảy múa. À, em thấy là em hát được không? Hát dạ. Được hay là rap được hay là nhảy được hay là múa được? Dạ, đến với chương trình thì để tạo không khí cho mọi người thì em sẽ tặng bạn nam bên kia và tất cả mọi người một đoạn rap ngắn. Rap hả? Ok, vỗ tay nè. Đừng nói những lời đầu môi, điều em cần chỉ là hành động thôi. Tin sao được vào lời ong bướm, lúc tán nhau thì anh nói gì mà chẳng được. Tuy là có chút bối rối, có chút bâng khuâng, có lúc nhớ giọng anh giúp chồng lúc bỏng, có lúc thấy tim mình khẽ khàng rung động, nhưng chẳng dám tin đâu những lời viển vông. Còn bạn có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em đó là đôi khi cũng sớm nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù. Em thì cũng khá là khó tính, hơi kén chọn, khá là cầu toàn, kiểu như cũng cần sự sạch sẽ và ngăn nắp. Rồi, xin mời nhà trai điểm mạnh, điểm yếu nè. Dạ, cái điểm mạnh của em á, là em là một người rất là hoạt bát. Em có khả năng là MC, tức là có khả năng nói trước đám đông. Em một con người sống rất là tình cảm. Cái điểm mạnh nữa là em làm việc nhà rất là giỏi. Tất cả mọi công việc trong nhà như là nấu ăn, giặt giũ, thậm chí là chăm sóc em bé thì em đều làm rất là ok. Chăm sóc đứa bé là giỏi rồi đó. Dạ đúng rồi. Em bé lúc đó là mới 4 tháng tuổi thôi, là chị của em phải đi làm rồi. Thì một mình em ở nhà là bởi vì lúc đó em đang thất nghiệp, thì em ở nhà em thương chị nên em chăm hết, em từ cho uống sữa rồi ru ngủ rồi tắm rửa gì tay em luôn. Đến tối chị mới về. Trời ơi, đàn trai tả mà thấy một người đàn ông hoàn hảo hiện ra trước mắt. Em ơi, em cao ráo sao vậy? Em nói chị biết em cao không? Em cũng tự tin về chiều cao của mình, em cao 1m81. Ồ. Dạ. Nhưng mà khuyết điểm có gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì do cuộc sống độc thân á thì em cũng hơi vô kỷ luật, thỉnh thoảng cũng có nhậu nhẹt, do đặc thù công việc. Bây giờ bên đàn gái cho tôi biết về đường tình duyên đi. Dạ, em sau khi ra trường thì em có quen một mối tình, quen được 3 năm và em đã chia tay cách đây 2 năm rồi ạ. Còn lý do chia tay? Dạ, lý do chia tay là vì cái lúc đó hai đứa bắt đầu đi làm, có khoảng cách và người thứ ba cũng xuất hiện đúng lúc thì tình cảm cũng nhạt, thì lúc đó hai đứa... Chị hiểu rồi, rõ ràng là tình cảm không đủ lớn rồi. Khi mà tình cảm thực sự đủ lớn, thực sự bền vững, vững chắc thì người thứ ba có xuất hiện, một chục người thứ ba cũng không bao giờ lay chuyển được, hiểu không? Dạ, chia tay sau thì cũng có một vài người tìm hiểu nhưng mà em thường có sự so sánh với người cũ. Ấy. Dạ, cho nên là em
em nghĩ là mình tốt nhất là khi mà mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thì em chưa quen ai. Nếu mà bây giờ bước tới một người mới thì em có đem người mới ra so sánh với người cũ nữa không? Dạ không ạ. Kiểu ví dụ thân như là so sánh thì so sánh như thế nào? Dạ là ngày xưa thì ví dụ như bạn ấy bạn quan tâm chăm sóc em. Em thì cũng người kiểu cũng hơi lãng mạn. Em thường làm những cái điều lãng mạn cho bạn ấy. Và cái hành động của bạn đáp trả với em thì cũng lãng mạn như vậy. Cho nên là khi mà có người mới thì em cũng sẽ so sánh. Đàn trai bên kia ơi, đàn gái thích lãng mạn lắm nha. Rồi bên đây đầy chất nghệ sĩ luôn. Có thể tạo ra những cái lãng mạn bất ngờ luôn nha. Xin mời đàn trai nè. Đường tình duyên của em sao? Đường tình duyên sao cưng? Nghe đi. Em là trải qua hai mối tình chính thức. Dạ, thì mối tình đầu tiên là năm 2017 á, em quen bạn đó là ở Long An, quen qua mạng. Nhưng mà một thời gian sau thì em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu đích thực, mà nó chỉ là giống cảm nắng với nhau vậy đó anh Linh. Thì hai đứa quyết định là dừng lại. Rồi đến năm 2018 á, thì em cũng có quen thêm một người con gái nữa. Thì bạn này là ở Bến Tre. Lúc đó bạn này là làm ở trong nhà hàng á, mình làm phục vụ. Thì sau đó một thời gian là bạn làm phục vụ, nhưng mà bạn lên bạn làm PR á, tức là bạn ngồi bàn ấy, thì em cũng không có thoải mái lắm. Sau đó một thời gian thì cái quán đó là người ta ngưng kinh doanh đó, thì em nói thôi giờ thì nếu mà người ta ngưng rồi thì mình nghỉ, mình kiếm việc khác làm đi. Thì bạn đó cũng đồng ý, nhưng mà sau một thời gian thì bạn đó vẫn quay lại qua một quán khác bạn làm. Thì em cũng thấy là cái sự cố gắng của bạn trong cái mối quan hệ này là không có nhiều, nên em dừng lại. Nhưng mà sao đứa không trao đổi chuyện, anh nghĩ chuyện nó nhỏ mà. Thì em cũng có nói rồi, mình nên tìm một công việc khác phù hợp hơn. Vấn đề cũng không phải nằm ở cái công việc. Cái công việc nào cũng vậy, quan trọng bản thân mình như thế nào với cái việc đó. Khi mà em quen bạn gái đó đi, thì em phải cảm nhận được cái người đó họ có thực sự đàng hoàng lịch sự hay không. Nhưng mà cuối cùng ai nói lời chia tay? Lúc đó là xa cách dần á, thì cũng không ai nói lời chia tay cả. Hai đứa tự nhiên cảm thấy thôi dừng lại thôi anh ạ, chứ không có. Quen nhau bao nhiêu lâu? Quen nhau cũng gần một năm. Thôi anh nghĩ tình yêu chưa đủ lớn vấn đề chỗ nào. Bây giờ phân tích ra chi để chi chúng ta thấy được cái nhược điểm để ta khắc phục thôi, chứ không phải là mình moi móc ra điều đó. Rút kinh nghiệm để ta bồi đắp cho cái mối tình sắp tới này nha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì cái hình mẫu lý tưởng của em mong muốn như thế nào nè? Thì em mong muốn về ngoại hình á, thì bạn đó cao từ 1m58 trở lên. Ngoại hình chắc chắn cao hơn rồi đó. Ưa nhìn một tí là được rồi. Thứ hai là bạn đó phải con người sống tình cảm, tức là trong cả một quan hệ là phải tinh tế đó chị. Được rồi, bây giờ đến quan xem đàn gái như thế nào nha. Thời đó chị dạ. Hỏi nhiều. Anh xem giùm em nha. Ôi trời ơi, em gái dễ thương. Em chào anh. Em có sợ đàn ông nói nhiều quá. Với những cái tài năng của anh ấy thì có rất nhiều cô theo đuổi. Dạ đúng. Em có ghen không? Dạ ghen hay không thì là do ảnh. Do cái cách cư xử và hành động của ảnh. Có bị lung lay bởi những ảnh hưởng của bên ngoài, tác động bên ngoài đúng hay rồi. Không? Một cô gái cũng rất thông minh luôn. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích sự bừa bộn. Bừa bộn? Dạ em không thích hút thuốc. Bên đây chưa có gia đình đâu, bừa bộn chuyện bình thường đúng không? Tỷ y không có gia đình mà. Nhưng khi có gia đình rồi người ta sẽ chăm sóc gia đình được. Dạ. Chăm sóc em bé này kia được luôn. Em không thích con trai hút thuốc ạ. Có không? Dạ em không hút thuốc, nhậu nhẹt thì có. Dạ dạ nhậu nhẹt thì em hiểu, tại vì tính chất công việc của mỗi người cho nên là mình cũng không thể gọi là cấm đoán hoặc là khó khăn về cái vấn đề đó được. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần người hiểu và có ý chí. Em không cần phải bề ngoài là phải đẹp trai lắm, tại vì má em nói là đẹp trai không phải của mình. Chưa chắc, có những người rất đẹp trai nhưng họ chung thủy phụ nữ vô cùng luôn. Ví dụ anh Quyền Linh. Cỡ luôn, anh không phải đẹp trai. Rồi bây giờ thì chúng ta nghe thêm ý kiến người thân để ta cảm nhận rồi mình gặp nhau luôn nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với các đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Đại diện đàn gái nào? Lời đầu tiên em xin gửi đến lời chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và gia đình nhà trai cũng như bạn trai ấy ở trên đó. Sau khi em nghe được cái chia sẻ của Nhi cũng như anh bên này thì em thấy là ưu điểm của hai người đều giống như nhau, nhưng cái khuyết điểm thì đối với em không quan trọng, vì khi mà hai người đã đến được với nhau thì những cái khuyết điểm đó thì sẽ đồng bộ chia sẻ với nhau thì sẽ thấu hiểu được nhau hơn. Em chỉ mong là Nhi tìm được một người mà Nhi mong muốn thôi. Cuộc đời Nhi đã rất là buồn rồi, nên anh chỉ cần remix là Nhi lên luôn. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Dạ, em xin hết. Anh đi với ai? Dạ, thưa anh Linh, hôm nay thì em đến đây với là một người cháu, một người anh rất là thân cũng như là anh trai, một người anh đồng nghiệp là nhóm trưởng quản lý nhóm bán hàng của em và hai người em. Dạ, ngồi ở kia. Mời anh trai. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Anh Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả trong khán phòng này. Em tên là Châu, họ là anh kết nghĩa của Minh Khánh.
Nói chung là qua một cái sự chia sẻ của hai em thì có một cái sự tương đồng với nhau. Còn câu chuyện còn lại là của hai em, hãy cố gắng cho nhau cơ hội xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Xin chúc cho chương trình ngày càng phát triển, chúc cho hai em được sớm tìm được mảnh ghép cho mình, và chúc cho bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc đến toàn thể quý vị các bạn. Rồi. Xin cảm ơn. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Đấy, hát bài liền. Chào em, lần đầu tiên gặp em thì em cũng rất là vui. Chúc em là, cũng cảm ơn em đã lên đây để hai đứa được gặp nhau. Em cũng có món quà để tặng em. Chúc em là luôn xinh tươi vui vẻ như những đóa hoa. Và đây là hộp sô-cô-la thì cũng chúc em là luôn ngọt ngào và huyền bí như những viên kẹo sô-cô-la này. Dạ. Tặng bài hát luôn Thánh. Em cảm ơn anh. Dạ, em có một món quà tặng anh. Ok. Dạ, em gửi anh đặt đơn sổ. Thì em nghĩ là anh sẽ lưu lại những kỷ niệm và những cái điều mình hiểu biết vào trong cuốn sổ này. Với em thì hiểu duyên thiên lý năng tương hợp, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho nên là hôm nay có duyên thì hai mình gặp nhau. Rồi, em cảm ơn em về món quà này. Dạ. Ok. Làm MC luôn, hát luôn. Bây giờ em xin lại MC nhé. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn. Để có được ngày vui trọng đại hôm nay thì đôi bạn của chúng ta họ cũng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài thao thức, bao ngày dài mong nhớ, nhớ mong, để rồi đi đến quyết định một vấn đề hệ trọng, đó là xây dựng hôn nhân, hạnh phúc, gia đình. Hôm nay sum họp trúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm, sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn tròn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm mắt của mình về phía cọng hoa của hôn trường để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chú rể Quyền Linh cùng với cô dâu Gia Thảo tiến về thềm hoa hạnh phúc của cuộc đời mình. Quá. Xin mời. Hờn quá anh Linh ơi, em hồi hộp. Anh nghe chú rể Quyền Linh anh sợ tên khác. Trời, em sợ cô dâu bên này nam thương cái chết em luôn á. Được. Rồi, bây giờ mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Ấn tượng ban đầu của em thì anh là người khá tự tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh... đúng như kiểu người em thích là có tri thức và tâm lý tinh tế. Thưa, muốn hỏi em một câu, vậy thì quan điểm của em về tiền bạc như thế nào? Này, có cái nhược điểm của em giờ mới nhớ ra, tức là em tiêu tiền rất là nhiều, tức là em được mọi người đánh giá rất là thoáng, nên cái vấn đề tiền bạc em đã mời ai đi nhậu hay là mời đi chơi là em bao tất cả luôn, chứ em không muốn là ký bo gì hết, em thoải mái. Còn tiền bạc vấn đề hôn nhân thì vợ chồng cũng xây đắp mà, nên mình phải có những cái khoản để dành gì đó thì vợ quản lý, nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng của mình để mình còn đi này đi đó các thứ. Dạ. Đi này đi nọ đi đâu? Dạ thì đi tiếp khách cùng gặp bạn bè đó, cùng năm ba chai gì đó. Nói vui. Cho rõ. Dạ. Đi này đi nọ mấy bà không có chịu đâu. Dạ. À thế à? Bây giờ vấn đề là hẹn hò nè, bàn chuyện hẹn hò đi, hai đứa hẹn sao? Ê bà, nếu mà mình có hẹn hò với nhau á, hôm nay em bấm nút thì rất là dễ, bởi vì em ở Bình Thạnh, em ở quận 12 thì cũng rất là gần. Và dạ, thật ra là em làm ở Bình Thạnh, em ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức thì em cũng gần đó, em đi về chợ đầu mối rất là gần. Dạ. Em ở đoạn nào ở Thủ Đức? Dạ đúng, em ở gần chợ đầu mối luôn. À, em thế ở là Dịch Bình. Cách em có 3 cây số thôi. Hai đứa hẹn nhau chợ đầu mối đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chợ đầu mối và đó tha hồ mua trái cây các thứ để tặng Quyền Linh cùng Nam Thư và khán giả ở đây luôn. Chà, anh này khéo ăn khéo nói quá. Bây giờ trước khi bấm nút á thì em cũng muốn hát bài gì để tặng bạn gái không? Bây giờ bấm nút nè. Bây giờ dạ, trước khi bấm nút thì anh sẽ tặng em một đoạn trong một bài hát là Một Trái Tim Một Tình Yêu. Rồi, sáng tác của chị Đa. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chân bước, đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi, rất hay. Tôi nghĩ rằng đám cưới các bạn diễn ra rất hay lắm. Tôi dẫn chú rể tập bài hát này để cùng đồng điệu với nhau nha. Bây giờ á,
đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại. Đúng, kiểm tra con tim của mình. Đúng rồi, xem nửa mảnh ghép kia có thật sự là của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành. Chuẩn bị 3, 2, 1 để xem. Chúc mừng, đã là đội của nhau, hãy nắm tay nhau. Đây, hãy đặt nụ hôn bằng cả trái tim của mình. Anh xin phép. Trời ơi, cái gì ập vô làm nhanh gọn lẹ dễ sợ. Hùng vô tóc không có được. Dạ. Hùng vô.